Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa chủ trì cuộc họp khẩn để đánh giá tác động từ dịch bệnh nCoV tới nền kinh tế nói chung cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu. Tại cuộc họp, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Y tế đề nghị chỉ đạo các đơn vị sản xuất trong nước tăng cường sản xuất các dụng cụ sản phẩm y tế phục vụ cho việc phòng chống dịch, không để thiếu trang thiết bị phục vụ nhân dân. Chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt triển khai công văn hỏa tốc số 147/TC-QLTT-CNV ngày 30 tháng 1 năm 2020 về tăng cường công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp corona và dịch tả lợn châu Phi. Đối với vụ thị trường trong nước, Bộ trưởng yêu cầu cần chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu để đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng tại thị trường trong nước, trong đó cần tập trung hỗ trợ các mặt hàng nông thủy sản từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh để đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu. Đối với cục xuất nhập khẩu, cần theo dõi sát tình hình diễn biến tại các cửa khẩu, thông báo kịp thời cho các doanh nghiệp, hiệp hội để có phương án thích hợp trong trường hợp hoạt động xuất nhập khẩu với Trung Quốc bị hạn chế hoặc tạm dừng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Phối hợp với Cục Công nghiệp rà soát nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất khẩu trang tại các cơ sở sản xuất trong nước, đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất, tránh làm gián đoạn các hoạt động sản xuất cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho việc phòng chống dịch bệnh. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, dịch bệnh sẽ tiếp tục có diễn biến ngày càng phức tạp, khó dự đoán về thời điểm kiểm soát hiệu quả và sẽ gây ảnh hưởng trong ngắn hạn và dài hạn đến hợp tác thương mại, kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc ở cả ba phương diện gồm việc xuất nhập khẩu các sản phẩm nông thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc, hoạt động giao lưu, trao đổi và giao dịch giữa doanh nghiệp hai nước, tiến trình thúc đẩy đàm phán mở cửa thị trường và tháo gỡ khó khăn đối với một số sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã tổ chức hai đoàn công tác gồm lãnh đạo Cục Công nghiệp, Cục Xuất nhập khẩu, vụ thị trường trong nước đến làm việc với một số doanh nghiệp nhằm nắm bắt tình hình sản xuất mặt hàng khẩu trang, đánh giá năng lực và khả năng cung ứng mặt hàng này ra thị trường, phục vụ nhu cầu phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tại các doanh nghiệp, đoàn công tác cũng đã nhận được sự hợp tác tích cực trong việc cung cấp thông tin về năng lực sản xuất mặt hàng khẩu trang. Các doanh nghiệp đều khẳng định ý thức cộng đồng trong việc sản xuất mặt hàng này, sẵn sàng sản xuất và cung cấp với giá tương đương chi phí sản xuất, không lấy lãi, không tăng giá để phục vụ tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ và Bộ Công Thương. Thì thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và đặc biệt là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch cúm corona, cũng như là chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương, thì ngày hôm nay Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương đã tổ chức một đoàn gồm có đại diện của lãnh đạo Cục Công nghiệp, các đơn vị liên quan. Qua công tác kiểm tra thì chúng tôi cũng nhận thấy mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp trong cái việc phối hợp với các cơ quan chức năng là rất là cao. Các doanh nghiệp cũng đã liên tục là huy động mọi nguồn lực để tập trung để nâng cao cái năng suất cũng như là cái sản lượng sản xuất khẩu trang từ sau Tết Nguyên đán. Ngay sau Tết Nguyên đán thì công nhân cũng đã đến làm việc và đồng thời các doanh nghiệp cũng đã tăng ca thêm giờ làm và để đáp ứng được cái nhằm để đáp ứng được cái nhu cầu về khẩu trang của người dân trong cái phòng chống dịch cúm corona. Thì tuy nhiên thì trong cái cũng thông qua cái công tác kiểm tra thì chúng tôi cũng trao đổi, cũng nắm bắt được một số những cái khó khăn của các doanh nghiệp mà cái việc mà nguyên liệu hiện nay thì cũng đang còn trong cái thời gian tới là cũng sẽ xảy ra cái tình trạng là sẽ thiếu cái nguyên liệu, đặc biệt là những nguyên liệu mà hiện nay chúng ta đang nhập khẩu rất nhiều, trong đó là có cái gọi là cái vải lọc kháng khuẩn, thì đây là một trong những cái nguyên liệu chính để có tác dụng phòng chống cái virus cúm. Thì chính vì vậy mà chúng tôi cũng sẽ có Bộ Công Thương sẽ có một báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục có những cái giải pháp để đảm bảo được cái nguyên liệu cho doanh nghiệp.